Mình xin chào các bạn nha. Đây là cái giá xì mũ vườn chú Ba nè các bạn. Sau khi đó phun 2 lần Mentos cộng với gạc cô ha. Đây, một sản phẩm của Ngọc Tùng bạn, gạc cô 20HC. Thì giá xì mũ ra đứng nè, nó khô. Bông dài ra nè. Để mình nói về cơ chế ha. Gạc cô nó là thuốc trị bệnh mà, trị nấm, đặc biệt là nấm phytophthora ha. Thành phần của nó nè. Thì nó liều của nó sử dụng ở trên chanh là một chai này, nếu mình phun, mình phun là 100 lít nước, nhưng mà mình phun dưới gốc ngay chỗ dít bờ xì mũ nè. Một chai này mình chỉ phun từ 2 đến 3 bình thôi ha, cộng với một bình là cộng với 10cc, 15cc hàng Mentos. Mentos có tác dụng là rửa khuẩn nè, và tăng cường hiệu quả của thuốc của gạc cô. Thì lần đầu phun đã đứng bạn, nhưng mà bữa đó trời mưa xuống thì bữa sau là xì mũ tiếp. Thì mình cho phun kiểu 2 là bắt đầu nó mới khô luôn, đứng luôn. Ở trên đây là chanh bị xì mũ rất là nặng nha các bạn. Tại chanh trên đây là chanh xử lý bắt ro ha, từ năm này qua tháng nọ. Dạ, đẹp quá. Đây, giá xì mũ nè. Nên số lượng phi tóp dưới đất rất là nhiều ha. Cứ mưa xuống là bị, mà chanh trên đây bị bo chừng một tuần lễ là bắt đầu nó chết. Nó chết cực kỳ nhanh, tét da chết. Cái này mình phun thêm một lần nữa, cũng là gạc cô với băng tuyết luôn, bỏ đôi. Thì mình đã bảo bạn nó sẽ hết luôn. Đây, gạc cô băng tuyết ha, bỏ đôi chỉ sửa bổ. Thì một số cây khác đi, mình cho xí lít 5 cây các bạn. Thuốc này là thuốc mình tự mua luôn, cho chú đó. Cứ công ty khác chứ phải công ty của mình đâu. Nhưng mà cái hiệu quả được ha, nông dân thành công là mình cũng vui rồi. Đây nè, nhấp lên xì mũ nè, khô nè, anh thấy không, đen nè. Đó. Hàng gạc cô này thì nói là chuyên trị phi tóp bạn, mình đã sử dụng với sầu riêng á, quá là cao. Và chắc là Amisubum á. Đây, khô hết rồi nè. Rồi, mình cảm ơn các bạn nha. Đây vườn chú nè, bị sầu mũ rất là nặng ha. Vườn chanh lão mà, 6 năm các bạn. Cây kia đã chết luôn kìa. Đó, nó nhanh vậy đó bạn. Nó héo cái là chết liền hả. Rồi, cảm ơn các bạn nha.